Trợ lý trọng tài gây tranh cãi trận Viettel, Hà Tĩnh. Phút 75, khi tỷ số đang là không đều, Viettel tổ chức tấn công, Nhâm Mạnh Dũng sút bóng qua thủ môn Dương Quang Tuấn, bay về Zelvan đang đứng ở cột xa. Ngoại binh đội chủ nhà đá Bùi Cận Thành, đưa bóng qua vạch vôi trước khi bị Gian Clesio phá ra. Zelvan đòi công nhận bàn thắng cho Viettel, nhưng trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải từ chối sau khi quay sang và không thấy trợ lý Ngô Quốc Toàn phất cờ. Trận đấu sau đó tiếp diễn trong những bức xúc của cầu thủ Viettel. Trong tình huống này, trợ lý Ngô Quốc Toàn dường như mắc sai lầm khi không phất cờ bắt Việt vị Zelvan, người chỉ đứng trên cầu thủ cuối cùng của Hà Tĩnh khi dứt điểm. Trận đấu với Hà Tĩnh đánh dấu sự trở lại của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng sau khi nghỉ phép để trợ lý Bechiun dẫn dắt đội bóng tại AFC Cup 2022. Đội chủ nhà lấn lướt, cầm bóng 54%, tung ra 14 cú dứt điểm nhưng không thể ghi bàn. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới.